Bạch sư cho con hỏi ý nghĩa của việc dâng y tắm mưa và hình thức nghi lễ có nhiễu Phật ba dòng giống dâng y Katina không? Nguyên nhân có buổi lễ dâng y tắm mưa là trong một lần vào mùa mưa thì Đức Thế Tôn bảo các vị tỷ kheo là mùa mưa tới rồi, thì vị nào đi ra tắm mưa thì vị ấy cứ đi tắm mưa đó. Thì khi đó đó bà Visakha bà mới kêu cái người nữ tỳ là đi đến như là đi đến để đảnh lễ cúng dường các vị tỳ kheo. Thì các vị tỳ kheo lúc bấy giờ khi mà tắm mưa thì đem y ra giặt, và hầu hết là các vị đó là chỉ có ba y thôi, cho nên là giặt thì không có đồ mặc, cho nên là các vị trốn ở trong cốc á. Thì cái cô nữ tỳ cổ đi vào, cổ thấy cô đi vào thì cô không thấy ai hết, thì cổ mới về cổ thưa với bà Visakha, nói là thưa bà là các con không có thấy ai hết. Thì bà mới nói là vậy thì con kiếm trong cốc coi có khi các ngài trong cốc. Thì cô nữ tỳ mới vô cổ nhòm trong cốc rồi thấy mấy sư không có mặc đồ. Thì mới về thưa với bà Visakha, nói là thưa bà, coi như là đệ tử Đức Thế Tôn đi hết rồi, có mấy ông đạo sĩ lõa thể đó, mấy ổng vô chiếm chỗ rồi. Thì bà Visakha bà mới nghĩ là cái con khờ này chắc có lẽ là các ngài giặt đồ giặt y á, cho nên là không có y mặc. Cho nên là ngày hôm sau bà lên bà mới thỉnh Đức Thế Tôn, đó là thưa Đức Thế Tôn là xin Thế Tôn cho phép là từ giờ trở đi cứ vào mùa mưa thì con sẽ dâng chư tăng một cái lá y để tắm mưa. Tức là khi mà chư tăng để khi chư tăng tắm mưa đó, giặt y xong rồi thì có cái y để mà đắp, chứ không có tới mức như các cái vị đạo sĩ lõa thể như thế đó. Thì đó là cái nguyên nhân mà có cái dâng y tắm mưa đó. Còn cái nghi lễ thì hiện tại bây giờ thì cũng như các chùa thì làm như các buổi lễ thông thường, tức là Phật tử tề tựu rồi tụng kinh rồi thuyết pháp rồi dâng y, sau đó là chư tăng tụng kinh chúc phúc và hoàn mãn. Không có tiết mục là nhiễu Phật như là dân y Katina.